Dân Đài Loan mặc trang phục và cầm vũ khí kiểu Việt Nam để gửi thông điệp gì qua eo biển? Đài Loan muốn gửi thông điệp tới Trung Quốc hay Việt Nam? Có lẽ tới Trung Quốc thì đúng hơn. Cũng có thể dân Đài muốn nói là người Việt cũng không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ kẻ xâm lăng nào. Dù đó là đế quốc sừng sọ hay bành trướng bá quyền lật lọng, có thể người Đài Loan cũng muốn tỏ ra là họ sẽ noi theo trước sức ép của Trung Quốc. Dân trí người Đài Loan rất cao, nên ý thức cộng đồng dân chủ tự do của họ cao. Còn độ máu lửa anh hùng thì chưa chắc so với Việt Nam được. Chính người Đài cũng thừa nhận điều này. Qua cách ăn mặc của họ, tinh thần của người Đài ít nhất phải như tinh thần của Việt Nam qua hai cuộc binh biến khói lửa vừa qua. Về phần Trung Quốc, thời đại thông tin và thời đại quyền con người và thời đại thế giới phẳng về kinh tế thì chuyển tàn bạo, bạo lực chỉ đem đến sự sụp đổ nhanh chóng về kinh tế trong lòng Trung Cộng. Một yếu tố có thể xảy ra bạo lực là khi mà kinh tế Trung Cộng không thể cứu vãn được để giữ chế độ, thì nó sẽ gây chiến tàn bạo với bất cứ điều gì, để lập lại trật tự mới như là phương cách cuối cùng. Blogger Phạm Viết Đào ở Hà Nội cầm bình luận: Đài Loan nhập khẩu mô hình chiến tranh nhân dân kiểu Việt Nam để chuẩn bị chống Tàu. Trong tấm hình này có một nam mà đến hai nữ. Đài Loan đang muốn đề cao vai trò của những người phụ nữ trong chiến đấu cho quê hương. Đàn bà sẽ có mấy tay. Tập Cận Bình đi tàu số 117 thì hỏa tiễn của bà Thái Anh Văn bắn liền 117 viên. Một thông điệp cho Bắc Kinh thấy rằng Đài Loan sẵn sàng đánh ngang ngửa nếu một bên khai hỏa trước. Bà Thái Anh Văn đang được cả khối dân Đông Á trên dưới tị người, coi là một người phụ nữ vĩ đại, dũng cảm chống lại tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Người Đài sẽ huy động cặp phụ nữ nếu Trung Quốc lấy thì đè người. Họ đang khích lệ Việt Nam cũng phải học theo họ. Các khối Đông Á cần vùng dậy để ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc. Việt Nam không thể cầu cứu người Việt trong khi lòng dân đang ly tán như hiện nay. Cả nước Việt Nam một lòng thì quốc tế có muốn mới giúp được. Nếu đu dây hai hàng thì sống dự, chết cùng dự. Từ bạn các nước trên thế giới đang súng nhau, rút tiền ra khỏi Trung Quốc. Kinh tế nước này đang lao xuống hố sập sàn. Trung Cộng như con bạch tuộc bị cắt hết vòi. Cả thế giới diệt Trung Cộng nên Việt Nam nhân cơ hội này thoát Trung Cộng là đúng. Đài Loan với gọi Việt Nam làm theo mình. Ông Trần Thảo, một người dân Việt và là độc giả của Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam, kêu gọi đoàn kết Việt Nam và Đài Loan sẽ là sức mạnh, kẻ địch không dám ăn hiếp. Tội nước Đài Loan thường bị Trung Quốc ăn hiếp, đoàn kết lại Trung Quốc sẽ thua. Trong một diễn biến khác, Đài Loan tuyên bố tập trận kéo mới để chống Trung Quốc. Quân đội Đài Loan công bố thực hiện các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn theo kiểu mới trong năm nay nhằm chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc để sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Theo hãng tin AP, thông tin trên được hãng thông tấn Trung ương của Đài Loan nêu ra dựa trên phát biểu của Thiếu tướng Jack Hu, chỉ huy ban kế hoạch của lực lượng quốc phòng Đài Loan. Thiếu tướng Jack Hu nêu rõ ràng rằng các lực lượng vũ trang của Đài Loan vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn như vậy, nhưng các cuộc tập trận trong năm 2019 này được điều chỉnh dựa trên các chiến thuật mới nhằm chống lại khả năng tấn công từ Trung Quốc. Theo hãng tin AP, trong những năm gần đây, chiến lược quân sự của Đài Loan đã chuyển từ việc đánh bại lực lượng đổ bộ xâm lược sang đẩy lùi lực lượng xâm lược đến từ biển và trên không. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan càng tăng nhiệt những ngày gần đây. Hôm 5 tháng 1, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã phải lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo này trước các cảnh báo từ chính quyền Bắc Kinh. Theo hãng tin Reuters, thông điệp này rõ ràng xuất phát từ tuyên bố khá cứng rắn vài ngày trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm 2 tháng 1 trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm, thư gửi đồng bào Đài Loan, ông Tập nói rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực để thống nhất trong hòa bình, nhưng vẫn bảo lưu phương án sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Ông Tập nói rằng không ai có thể thay đổi được việc Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi thống nhất theo mô hình một quốc gia, hai chế độ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tăng áp lực lên Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn, người có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, lên lãnh đạo hòn đảo hồi năm 2016. Đài Loan hiện là vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ không thể chia tách của Trung Quốc. Trong phát biểu hôm 2 tháng 1, lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định việc tái thống nhất Đài Loan phải được thực hiện theo nguyên tắc một Trung Quốc, và ông còn nhấn mạnh không ai và không một thế lực nào có thể thay đổi thực tế rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, cũng như thực tế lịch sử và pháp lý rằng cả hai bờ eo biển đều cùng là một Trung Quốc.
Lời nhắn nhủ này rõ ràng hướng đến sự can thiệp của Mỹ bởi Washington là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan hiện nay. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để tái thống nhất và ngăn Đài Loan độc lập, nhưng quân đội sẽ chỉ nhắm vào các thế lực và những phần tử gây chia rẽ đến từ bên ngoài. Tuyên bố không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để tái thống nhất và ngăn Đài Loan độc lập của Bắc Kinh đã khiến Đài Loan không thể xem nhẹ. Với lực lượng vũ trang lên đến 3 triệu thành viên và ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc có lợi thế quân sự áp đảo so với Đài Loan, dù Đài Loan trông cậy vào vũ khí hiện đại hơn. Một con số đáng chú ý cũng được truyền thông đưa ra trong ngày hôm nay. The Truth China Morning Post của Hồng Kông ngày 9 tháng 1 đưa tin quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dự kiến tăng cường tập trận trong năm 2019 giữa bối cảnh các thách thức địa chính trị gia tăng và có nhiều ngày kỷ niệm lớn. Trong khi đó, Tân Hoa Xã của Trung Quốc xác nhận khoảng 2 triệu binh sĩ đã tham gia vào hơn 18.000 cuộc tập trận trong năm 2018. Bài báo không so sánh với số liệu năm 2017, nhưng truyền thông Trung Quốc đưa tin BLA có khoảng 100 cuộc tập trận quy mô lớn vào năm 2016. Trong một diễn biến khác, bãi tư chính thái độ Việt Nam và cách Đài Loan đứng thẳng trước Trung Quốc. Người ta bảo hòn đảo tài nguyên hạn hẹp với số dân có 23 triệu người thì làm được trò chống gì trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy mà nay chúng tôi đã trở thành đối tác kinh tế đứng thứ 11 trong số các đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ. Và còn hơn thế nữa, Đài Loan vượt qua cái bóng khổng lồ Trung Quốc để đứng thẳng. Vào lúc bà Thái Anh Văn Tổng thống Đài Loan khẳng định bước đi tách chung của Đài Loan, thì các lãnh đạo Việt Nam sang Trung Quốc để thắt chặt mối liên hệ hợp tác trong lúc chủ quyền đất nước bị xâm phạm ở bãi tư chính. Đó là câu chuyện Đài Loan. Đó là câu chuyện về một hành trình của hòn đảo không xa Trung Hoa lục địa đã tìm ra cho mình con đường dân chủ hóa và đã nêu tấm gương cho thế giới về bước đi lên tới nền dân chủ. Trong thời kỳ đầu của sự quá độ về mặt chính trị, người ta bảo có dân chủ nào tồn tại được dưới cái bóng của Trung Quốc. Vậy mà Đài Loan hôm nay là biểu hiện của một xã hội dân chủ rộng rãi và hệ thống chính trị vững mạnh. Người ta còn bảo hòn đảo tài nguyên hạn hẹp với số dân 23 triệu người thì làm được trò chống gì trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy mà nay chúng tôi đã trở thành đối tác kinh tế đứng thứ 11 trong số các đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ. Người ta còn nói các giá trị tiến bộ là sao mà bén rễ được với xã hội Đông Á. Nhưng hôm nay tôi đứng đây là người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống Đài Loan và chúng tôi là quốc gia đầu tiên ở châu Á thực hiện hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đó là phần mở đầu bài phát biểu của bà Thái Anh Văn, Đại học Columbia vào ngày 12 tháng 7 trong chuyến thăm Hoa Kỳ. Đúng như bà nói, Đài Loan và mới đây những diễn biến ở Hồng Kông khiến nhiều người Việt Nam có thêm nhiều suy nghĩ. Tháng 7 là tháng nóng bức ở Việt Nam và trong tình hình thời sự ở Biển Đông khi bãi tư chính bị Trung Quốc xâm phạm, càng làm cho không khí Việt Nam thêm hầm hập. Tuy nhiên, khác với lần Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương vào thăm dò ở thềm lục địa Việt Nam vào năm 2011, đã có nhiều cuộc biểu tình nội xa, nhưng lần này Việt Nam im ắng. Bãi tư chính có xa Việt Nam không? Bãi tư chính là một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông cách đất liền Việt Nam 220 hải lý về phía đông nam, cách Vũng Tàu khoảng 440 km và thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tại đây, Việt Nam cho lắp đặt các cấu trúc thép có tên là nhà giàn DK-1 và giao cho tiểu đoàn DK-1, trực thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân kiểm soát. Bãi dài 63 km, rộng 11 km. Phần mặt bằng dạng quan sát được có diện tích 33,88 km vuông. Nơi nóng nhất nằm đầu mút phía Bắc có độ sâu 16 m, nằm gần lộ trình hàng hải quốc tế cách lộ trình Hồng Kông-Singapore. Đây là nơi công ty Repsol Tây Ban Nha ký hợp đồng với Việt Nam khoan thăm dò dầu khí nhưng tiến hành chưa được bao lâu thì bị phái Việt Nam hủy thầu. Mà theo các chuyên gia thì việc hủy này từ áp lực của Trung Quốc. Ngày 3 tháng 7, tàu HD8 của Trung Quốc được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh số 3901 trọng tải và số 37111 được trang bị trực thăng và pháo đài đến bãi tư chính. Cảnh sát biển Việt Nam đã điều 4 tàu CFB đến ngăn chặn các tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Suốt thời gian từ 3 tháng 7 đến nay, khi bài viết này lên sóng thì vùng biển gần bãi tư chính có hàng chục tàu khác của hai bên hoạt động ở ngoài vi. Trong bối cảnh đó, ngày 8 tháng 7, bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc gặp Tập Cận Bình trong 5 ngày từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7. Vào ngày cuối của chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng công khai hân hoan loan tin tàu HD8 Trung Quốc đã đến vùng gần bãi tư chính để thăm dò dầu khí từ trước đó gần 10 ngày. Cũng tháng 7, Trung Quốc cho phóng tên lửa tập trận ở Trường Sa, trong khi Việt Nam một lần nữa phát cờ cho ngư dân miền Trung bám biển.
Tháng 7, 10 ngày sau khi báo chí nước ngoài và báo mạng xã hội liên tục cập nhật và đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng thừa nhận việc tàu Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính 10 ngày là sự thật. Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Báo chí đặng sau cú mở miệng của Bộ Ngoại giao cũng bắt đầu lên tiếng với những tiêu đề như Trung Quốc toan tính gì khi điều tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam, Mỹ chỉ trích Trung Quốc phóng tên lửa từ đạo nhân tạo ở Trường Sa trên VN Express, hay các bài Trung Quốc đang làm dậy sóng Biển Đông, Trung Quốc dồn dân quân biển trong căng thẳng Tư Chính trên VNN, như thể chuyện ở bãi Tư Chính là chuyện của nước nào chứ không phải ở Việt Nam, những lời xáo rỗng mị dân. Nhưng Việt Nam có chiến lược bảo vệ từng centimet chủ quyền trên tuổi trẻ. Nhà báo Mạnh Kim ngán ngẩm thốt lên trên trang Facebook cá nhân của mình, buồn cười với báo chí nước nhà. Tuyệt đối không có bài viết nào cho thấy chiến lược cụ thể đối mặt với Trung Quốc của Việt Nam. Các báo trích dẫn hầu hết ý kiến chuyên gia nước ngoài hơn là chuyên gia trong nước. Như thể trong nước chẳng có chuyên gia nào đủ uy tín và kiến thức để nói chuyện Biển Đông và chủ quyền quốc gia. Thậm chí các chuyên gia người Việt ở hải ngoại cũng không được hỏi ý kiến. Đối sách của Việt Nam những ngày qua về mặt truyền thông vẫn là tô đậm thái độ ngang ngược Trung Quốc. Như thể độc giả Việt Nam chưa bao giờ biết Trung Quốc là kẻ ngang ngược, chưa biết Trung Quốc luôn bất tuân luật pháp quốc tế, chưa biết Trung Quốc là kẻ bành trướng muốn thu tóm toàn bộ Biển Đông. Và ông cũng cho thấy thái độ nhu nhược của báo chí nhà nước đối với vấn đề chủ quyền bằng cách quốc tế hóa sự việc qua bài viết nhấn mạnh phản ứng của Mỹ ở Biển Đông. Như thể việc Mỹ bảo vệ Biển Đông trước Trung Quốc là điều phải làm, như một phần của lợi ích quốc gia Mỹ chứ không phải chủ thể là Việt Nam. Làm sao báo chí trong nước có thể nói khi mà trong hoàn cảnh chủ quyền bị xâm phạm, đất đai tổ tiên một lần nữa bị lấn chiếm, trong khi người đứng đầu cơ quan tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, người có quyền đóng mở các loa phát thanh của hơn 800 cơ quan báo chí trong nước, theo sau bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lại tươi cười bắt tay Hoàng Khôi Minh, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Trung Quốc mở màn cho hội thảo lý luận lần thứ 15 diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 7 tại Quý Dương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách hành xử của lãnh đạo Việt Nam nói như cây viết Lê Văn Sinh, một thứ ngoại giao kỳ lạ trước các hành động lấn chiếm đầy khiêu khích và có tính răn đe của Trung Quốc. Tôi không nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không nhận thức ra mối hiểm họa Trung Hoa, nhất là sau sự kiện Trung Quốc phát động cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979. Và cuộc chiến này kéo dài cho tới khi lãnh đạo hai nước ký Hiệp nghị Thành Đô năm 1990 mới kết thúc. Điều tôi lấy làm lạ là các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn coi kẻ đã cướp một phần đất đai của Tổ tiên để lại bằng cách ép Việt Nam vẽ lại biên giới trên bộ và trên biển Vịnh Bắc Bộ, kẻ đã chiếm trọn Hoàng Sa, một phần Trường Sa và đang vây sát chúng ta ở Biển Đông là đồng chí. Nhiều người hỏi tại sao Bộ Ngoại giao và báo đặng đưa tin mà người dân không xuống đường như đã từng xảy ra vào năm 2011-2012 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương vào Biển Đông. Tháng 7 như mọi năm, thời tiết Việt Nam oi bức, trong dòng người đông đúc chen chúc ở mọi ngã đường, mọi phố thị từ Nam ra Bắc, từ núi rừng đến đồng bằng, người ta chỉ tình một sự hối hả im lặng sống. Phải chăng người dân Việt mặc kệ mọi việc nước phó cho trời đất, cho nhà cầm quyền, còn mình thì chỉ lo kiếm sống qua ngày? Có vẻ không vậy. Có người nói sự im lặng của người Việt hôm nay trước sự kiện ở ngoài Biển Đông là một cơn lặng trước bão. Đây có thể là một sự tự xoa dịu an ủi mình chăng? Có người nói người dân Việt bây giờ không ngu xuẩn nữa, không xuống đường để bị bắt, bị đánh đập, bị đưa ra tòa gán ghép với những bản án lợi dụng quyền tự do dân chủ, âm mưu lật đổ chính quyền để bị bỏ tù nhiều năm. Một khi vẫn còn chính quyền độc đảng, một khi những người yêu nước vẫn bị bỏ tù và những người lên tiếng vẫn bị canh giữ trước ngõ mỗi ngày, thì như nhà báo Nguyễn Đình Ấm nhận định, nhân dân không thể cho chính phủ của mình đem tài sản, xương máu con em họ đi bảo vệ một chế độ độc tài lạc hậu như Đảng Cộng sản Việt Nam được. Cây viết Lê Văn Sinh nhận định chính sách ngoại giao nhún nhường vô nguyên tắc làm suy yếu tinh thần tự tôn dân tộc của người Việt Nam. Trung Quốc là người bày ra ván cờ Biển Đông, họ chủ động tiến hoặc lui, tùy cơ hành động. Xã tâm chiếm 60% biển Việt Nam của Trung Nam Hải là không thay đổi. Một nền ngoại giao nhún nhường kỳ lạ kiểu này thì kẻ thắng ván bài này sẽ về tay Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, bài diễn văn của bà Thái Anh Văn như một cách khẳng định thêm con đường duy nhất để thoát sự ảnh hưởng của Trung Cộng là dũng cảm đương đầu. Và lời khẳng định đường lối của người đứng đầu, đạo quốc nhỏ bé Đài Loan, như một thông điệp mạnh mẽ có tính cách hiệu triệu. Không chỉ bằng lời nói suông mà bằng thực tiễn thái độ của quốc gia Đài Loan đang tỏ ra với Trung Quốc, làm và vị trí đạo quốc này đang đứng trong thế giới và cách mà thế giới sát cánh cùng họ. Nền tự do trên thế giới hiện đang đứng trước sự đe dọa chưa từng có trong lịch sử.
Chúng ta thấy sự đe dọa đó đang diễn ra tại Hồng Kông. Vì không có phương tiện nào khác để lên tiếng, giới trẻ đã xuống đường để đấu tranh đòi tự do trong một xã hội dân chủ. Nhân dân Đài Loan chúng tôi sát cánh với những thanh niên dũng cảm ấy. Từ câu chuyện của Đài Loan và Hồng Kông trên con đường khỏi móng vuốt độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn lại Việt Nam, ngay từ hồi sơ khai phong trào Việt Minh đã bị Cộng sản thao túng và triệt tiêu tất cả những cá nhân và tổ chức khác không cùng đường lối với mình. Thời kỳ mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam, không ít người đã lầm và đã vỡ mộng, đơn cử như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Khi Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam được ký kết, không ít người nghĩ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ có lúc phải nhượng bộ cho các tổ chức dân sự hoạt động và Liên đoàn Lao động Độc lập được tự do điều hành, từ đó mở đường dân chủ ở Việt Nam. Câu trả lời ở trong tay mỗi người Việt.